Những lưu ý khi chế biến nấm mà bạn nên biết. Khi chế biến nấm thành các món ăn, đôi khi bạn vẫn mắc phải một số sai lầm khiến cho món ăn không còn ngon như mình muốn. Để hạn chế vấn đề này, bạn hãy nên lưu ý một số vấn đề khi chế biến. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu trong video sau đây nhé. Không rửa nấm quá kỹ. Như bạn đã biết thì nấm thường phát triển trong những môi trường sạch, nên khi mua nấm về, bạn không nên rửa nấm quá kỹ, sẽ làm mất đi một số dưỡng chất của nấm. Ngoài ra, nếu như bạn rửa nấm nhiều lần dưới nước thì nấm sẽ hút và ngấm nhiều nước, nên khi chế biến sẽ không được ngọt mà bị nhạt. Nên chế biến các món ăn từ nấm ở lửa lớn. Một lưu ý khi chế biến nấm mà bạn nên nhớ là không chế biến nấm ở lửa nhỏ, vì sẽ làm nấm bị ra nước, cũng như khiến nấm bị giảm hương vị và độ ngon. Cho nên khi chế biến các món ăn từ nấm, bạn nên chế biến ở nhiệt độ cao, lửa lớn để món ăn được chín, giữ hương vị và đẹp mắt hơn. Dùng ít dầu ăn khi chế biến nấm. Khi chế biến các món ăn từ nấm thì bạn không nên sử dụng quá nhiều dầu ăn, bởi vì nấm là loại thực phẩm dễ hút chất lỏng, nên khi bạn dùng nhiều dầu ăn quá, nấm sẽ ngấm dầu nhiều khiến cho món ăn béo hơn, mau ngán và không còn giữ được hương vị đặc trưng của nấm. Ngoài ra, nếu món ăn từ nấm của bạn chứa nhiều dầu ăn sẽ làm cản quá trình hấp thu dinh dưỡng có trong nấm vào cơ thể bạn, gây ra các tình trạng không mong muốn như đầy bụng, khó tiêu. Nấu chín nấm hoàn toàn. Nhiều người nghĩ rằng nấm là thực phẩm nhanh chín nên không cần nấu chín hoàn toàn mà có thể nấu chín vừa để ăn ngay. Suy nghĩ này chưa chắc đúng, bởi vì nếu các chất trong nấm không được nấu chín kỹ sẽ có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Tốt nhất, bạn nên nấu nấm thật chín rồi mới sử dụng. Lưu ý. Thêm một vài lưu ý nhỏ khi chế biến nấm mà bạn nên nhớ là không xào nấu nấm trong nồi nhôm, bởi vì các hoạt chất của nấm sẽ tác dụng với nồi nhôm, khiến cho nấm bị thâm đen, gây mất thẩm mỹ cho món ăn. Vì nấm là thực phẩm mang tính bổ âm, nên khi ăn nấm, bạn không nên ăn kèm các loại đồ uống lạnh như cà phê, trà đá hay các loại nước uống có tính mát, sẽ khiến bạn bị đau bụng. Trên đây là những lưu ý để chế biến món nấm tốt cho sức khỏe và giữ được hương vị cũng như chất dinh dưỡng. Nếu thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.